Con xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy là một vị tướng trong Liên Quân Bay mà được giới game thủ ghét cực kỳ. Đây là anh chàng Grack. Anh này chuyên gia kéo, đang đứng trong trụ anh cũng kéo ra anh đánh. Đây, đội hình của bạn. Mình đi dùng Grack, mình đi qua mình phá rừng các bạn thử. The hunger is real. Kéo. Để xem có anh nào ăn bùa đỏ không. Ô, anh Du, anh Suka. Gấu con hả, gấu con. Đấy, phá một anh rừng. Đấy. Ê, lại tiếp nè. Đấy. Ây da, đồng thế. Kéo. Ô, hụt fan heo rồi. Mày đấy. Ây da, đồng thế. Gấu chó này. Ây da, anh em mình hổ báo quá, vô tới nhà người ta luôn. Ô, rồi. Natalia mình làm gì thế? 3-2 này. 3 điều luôn rồi. Đây, hai anh chàng rắc đánh nhau luôn. G rắc này. Chơi luôn, khô máu luôn. Chết thì ếch, dây dại vô cả. Rồi, về không kịp nữa rồi. Đáng ghét thật. Ý mà anh cũng kéo ngược lại được. Rồi. Giết một, chờ hai, cũng được đi. Hay rồi, sao quỷ vậy? Cái anh ép nhà mình nó đánh chứ sao ấy. Ghê à. Mình ảnh mà ảnh hổ báo, dữ thật. Thua mày rồi. Kéo nè, rồi hụt. Đấy, Natalia đi sớm dậy rồi, bị kéo đi nữa rồi. Đấy. Này, bộc phá thêm một cái nữa nè. Rồi này, rồi Natalia chạy tới đâu rồi. Đúng rồi, cho anh một phát nữa, đúng rồi. Lại chết, lỗ thêm một mạng nữa. Này, quá ngu. Cứ toàn lên nhào lên trước. Đánh này rắc chứ. Bạn heo không đánh. Rồi, 5-7, tỷ số đang là 5-7. Chưa có gì, cứ từ từ. Lên tiếp tục thôi. Đây lại hụt nữa rồi. Nãy giờ kéo không chính xác hết. Đứng trong nhà lâu anh vô. Chủ đập anh một tí là anh chết. Đấy, lần cấp 4 rồi. Có chiêu cuối rồi. Ây da, tóc biến hả? Mày đấy. Finger licking good. Trời ơi, mình ít máu hơn mà không cho mình ăn. Vậy mà cũng đè ăn rồi. Sai lầm khi với em luôn. Đúng rồi. Rồi. Chạy hả? Thôi, về. Lại chết nữa rồi. Đi chi không biết nữa. Cái chiêu 1 không xài đi xài chiêu 3. Trời. Biến về mà không chịu đi về. Biến đứng đó mà biến. Thấy chưa các bạn? Ngu chưa? Gặp Grack mà cứ đứng trong trụ hả? Biến về hả? Đấy, giết 2 hỗ trợ 3. Ẩn máu lửa nha. Qua đây ôm cái trụ bên này thôi. Không biết còn không nữa. Chặt mặt rồi, gặp Violet thì phá trụ rất là nhanh. Kéo ảnh một cái, rồi học tiếp. Xuống chị. Anh gấu chó này chạy nhanh thật. Nhanh cũng phải chết, bộ mình quá đông. Hổ báo chưa. Chết anh rồi. Đây, Violet ở đây. Gọi hút nữa. Ôi trời ơi, cái gì thế không biết. Mình chưa lên chí mạng bởi vì kéo toàn hút. Nhà mình dưới muốn banh hết rồi. Tàn trụ hết rồi. Nát nhà hết rồi. Trời, hổ báo gần hết máu còn hổ báo nữa. Muốn chết à. Về giữ trụ thôi.
Vâng, đó thôi. Tỷ số đang là 7-12. Không xong rồi. Ây dạ, kéo bên này mà dính tan heo thì đường nào cũng chết. Xui thật chưa. Kéo bên này mà trúng bên kia. Đâu rồi. Anh người đang đẩy bên giữa kìa. Đang rồi. Bạn vô giữa thôi. Chết anh nào đây. Ê, mình chưa hồi chưa ba nữa. Chưa hồi cũng đánh. Đánh luôn. Khóa. Hút luôn, bạo phá luôn. Rồi, chạy đâu hết trơn rồi. Ô, ông Triệu Văn tôi chạy lang thang bên kia rồi. Tiêu rồi. Ô, chết Natalia mình luôn rồi. Ô, chết thật rồi. Rồi, Quang Chiêu cuối hụt luôn. Chết hết. 9-15 rồi. Không có làm được gì hết. Chán thật. Quá. Ê, Triệu Văn được theo cũng chết rồi, chắc ăn là chết rồi. Không chết luôn, hay thật. Không chết con này thì chết con kia, gấu chó này. Lôi mình đi hả, gan hả, lôi mình đi nữa. Chạy về không chạy về, cứu hả, cứu cái gì mà cứu. Đấy, lùa luôn một trụ nữa. Hư một trụ nè. Chết, đấy, vẫn chưa có gì, dính đòn này. Anh Triệu Vân mình đi lang thang quá. Triệu Vân mình rừng mới cấp 10 thôi. The hunger is real. Lên tiếp tục thôi nào. 12-15. 16. Chưa có gì. Đang là 11. Chơi 2. Xin lỗi. Giết 2 hỗ trợ 9. Đang rất là trâu bò. Dạo giữa kiếm anh nào đi lạc cái coi. Có anh nào đi lạc không? Finger licking good. Thấy rồi đó, thấy hai anh em đi lạc rồi đó. Đấy, hai anh đi lạc đó. Con gấu chó nữa trời ơi. Ô, thế là mấy anh. Đi một em nè. Chết rồi, chạy đi đâu nữa. Bộc phá nè, chết thêm em nữa nè. Manga cái gì mà manga. Đấy, manga cái gì mà. Còn đâu bò nha, vẫn còn sống nha. Rồi, theo luôn. Rồi, chết ngắt. Đấy. Lên thôi nào. Đấy, đẩy tới chỗ nhanh luôn. Một bước sai lầm. Đấy, đầu trang vào này. Kéo đầu anh nè. Giọng anh thêm một phát nữa nè. Chết chắc rồi. Đấy. Thật là đẹp. À, cảm ơn các bạn đã xem video mình. Vui lòng đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha. Chào tất cả các bạn.